đây là bộ ba quyền lực trên đồng cỏ. Sức mạnh vô đối giúp chúng bá chủ một khu vực rộng lớn. Không có một đối thủ nào dám thách thức chúng. Nhưng khi ở dưới nước, bộ ba sư tử đực lại hiền như cuốn cồn. Sự thận trọng và đôi chút lo lắng trên khuôn mặt của chúng. Mối nguy hiểm to lớn của đầm lầy đã tới. Hà mã chẳng ngán bất kỳ đối thủ nào khi nó ở dưới nước. Một cuộc tấn công trực diện về ba kẻ hùng mạnh. Một sư tử đực quá sợ đã quay đầu bỏ chạy thoát thân. Hà mã lâu tới hai kẻ còn lại đầy dũng mãnh. Nhận đòn tấn công bất ngờ, sư tử đực chạy ra bỏ chạy. Sự hỗn loạn thấy rõ. Rất may là sư tử đực tránh được những đòn tấn công của hà mã. Sự nhanh nhẹn đã giúp nó thoát được chấn thương ngoài ý muốn. Sau sự cố này, bộ ba sư tử đực biết rõ sức mạnh của chúng là vô dụng khi ở dưới nước. Khi hà mã ở trên cạn thì sẽ như thế nào? Hà mã cần phải lên bờ để kiếm ăn. Nó sẽ không còn đáng sợ như ở dưới đầm lầy. Rõ ràng sư tử sẽ chứng tỏ uy quyền của chúng. Hà mã sẽ nằm trong mục tiêu đi săn của sư tử. Chó cậy nhà, gà cậy chuồng, ý mạnh hiếp yếu chẳng có gì bàn cãi. Hà mã rơi vào nguy hiểm. Mang nhiều vết thương, nó bị sư tử bao vây. Chỉ cần giật được hà mã xuống đất, sư tử dễ dàng có được bữa ăn. Nhưng sức mạnh của hà mã là không thể xem thường. Nó không dễ bị khuất phục như vậy. Tuy nặng ký và to con, nhưng nó không hề chậm chạp. Việc xoay tròn liên tục giúp nó phản công cực chất lượng. Khi phần thân sau không bị tổn thương nghiêm trọng, nó đã mở được một đường thoát nạn thành công. Nó lau mình xuống nước, nhìn lên bờ thật kiêu hãnh. Nếu solo 1-1 thì sư tử mãi mãi không có cửa để hạ gục hà mã. Ngay cả việc ở trên đất liền, một sư tử hùng mạnh nhất cũng có nguy cơ bỏ mạng trước hung thần hà mã.